sẽ khác nhau tí cũng được. Bullet không nổi rồi, yếu quá. Tuyệt vời cho lại là lao vào tìm kiếm Kumayushi. Kumayushi vẫn Genji lên ngôi vô địch. Tiền khả năng cấu rỉa của anh ta sẽ bị giảm sức mạnh đi một chút, nhưng ở những cái tình huống nếu mà bạn có nội tại và bạn tấn công liên tục thì đừng mất nó tương đối nhiều. Pha tóc biến đoán hướng nó không sai cho lắm. Và hay quá vậy Yusa, người nằm xuống chiếc đầu đã có cho Yusa 1-0 cho Team Secret. Rất nhanh chóng quyết định là bỏ bãi từ Yusa. Anh ta farm xong bà bãi trên ngay lập tức có mặt xuống khu vực nơi dưới. Còn trong khi đó Levi với chất tướng của Brand thì trong khoảng thời gian ban đầu sẽ ưu tiên trong việc farm nhiều hơn và quyết định đột biến đó để giúp cho bên phía của Team Secret có được chiến công đầu. Hơi tiếc một chút là mạng nó không nằm trong tay của Almine, nhưng mạng nằm trong tay của Yusa cũng là một lợi thế nhất định dành cho bên phía của Team Secret. Thực ra điểm hạ gục dành cho Yusa là người lại phải ở lại không, anh ta ở lại để có thể ít nhất đảm bảo cho Almine về an toàn. Và tôi nghĩ cái việc hy sinh này cũng là một điều thỏa đáng từ Taki mà thôi, chỉ là Gam đã hay hơn, nhạy bén hơn trong việc là nắm nhịp biến về của đối phương. Ít đó các bạn, sát thương được cộng dồn. Không phải mình chửi các bạn đâu, số lượng nó ít lắm, chỉ khoảng chừng 2-3 thằng nữa. Từ lao lên tấn công, đây là phó trọng trường một cú bắt này đây ra. Levi đang tới sẵn sàng lấy được tốc biến của Amine, nhưng chuyển sang địa chỉ là Taki. Taki sẽ phải nằm hạ gục dành cho Easy Love. Amine tốc biến, Easy Love sẵn sàng dí theo nhưng không còn tốc biến để có thể đánh ngất ngư, cho nên tạm thời là khu vực đường dưới của... Chỉ đường trên bắt đầu lấy lại thế rồi, đường dưới mà thôi, khi mà cả đường giữa lẫn đường trên đều coi như là quề, thậm chí là Ares mít cũng đang nhịn nó một tí. Anh ta có thể sẽ dính khá nhiều cái năng đánh các người chạy sẵn tốc biến vào bên trong. Ares đang đợi cho cái chuyện cùng diệt tận của mình hồi lại, kêu luôn cả Senna ra đã có thể sử dụng kỹ năng đầu của mình, nhưng vẫn đang tiếp tục nhưng mà tốc tiền tốc biến đang chờ đợi sẵn tiền Gam vẫn hơn. W theo và bồi vào đã có mạng gục, và kỳ này đã dành chi một 3-1 cho Gam rồi. Đó là một cái bước di chuyển thông minh hơn từ bên phía của Gam, bị khó khi mà Elo có khoảng trống và trong khoảng thời gian ban đầu thì Islip có pha fit nhưng nó chưa đủ, và ngược lại anh ta có thêm một mạng gục cộng kèm với lượng chiến thắng pham nhiều hơn. Ui, Imo di chuyển hơi hời hợt một tí xíu, có một vài sự hỗ trợ này. Người đã giữ chân lại không lâu đó chính là Taki. Má vụ ác vậy. Dùng đam vô cùng mạnh mẽ, phía cánh còn lại thì Brand phải nằm xuống một cú nổ. Đến liệu có nằm, anh ta vẫn chưa bị hạ gục. Taki với đây đã nằm rồi mà tóc biến lên quy đất tay của Leo. Vẫn đang là những tình huống mạng đổi mạng, những người đang có lợi thế chắc chắn là Imo rồi. Nhưng mà tác động của Easy Love trong pha thi đấu vừa rồi là rất rõ ràng. Liệu họ chạy vào đánh nhau được hay không đây? Những con sâu vẫn đang ăn. Yusa đang muốn phá một con nhưng tạm thời vẫn chưa được. Yusa vẫn đang lựa góc nhưng khả năng tấn công bị giảm đi một nửa, và anh ta cần phải lùi. Đó là tình huống sử dụng mưa tên lửa đẹp và rải được ba thành viên, ba thành viên đẹp. Ui, anh chắc dẫn lửa mà trúng rồi, đi hết ba thằng rồi. Yusa mà hạ gục, Kiya đang quán lùi, anh ta là người tấn công và Kiya chắc chắn sẽ phải nằm mà thôi, cố gắng mở đường nhưng không có đủ khỏe để chống chịu nổi sát thương. Hero là người dứt điểm được, lại là Hero, lại là người chúng ta nhắc tới rất nhiều của Team Secret. Nhưng mà Secret vừa bung hết một dàn chiêu nha. Họ đang chưa thua Taki. Bắt Taki. Bắt Taki đây không đạt mục tiêu mà không trúng, và Taki sắp sửa đánh cái cương anh ta đi qua lại. Trọng thương. Ares lại quay chính là Levi trong công bài Fred và đang tập xuống mạng cũng đã có cho Dragon. Và cách sau mở cửa lại lấy một lần nữa họ bắt phải được thành công. Là một pha mà bên đó với những pha giao tranh thắng liên tục, họ chỉ là đang chưa thua so với Gam mà thôi. Dưới tức là Yusa của Yusa chỉ là mắt nhìn lớp nhưng hiệu ứng chồng vào là không thể nào từ chối được, nội tại được bồi vào mà hạ gục sẽ được dưới happy day. Cái gì con heo nó ăn luôn trong ba vừa rồi, và Team Secret bị hút một mạng cho Amine. Bây giờ thì cố gắng lấy thêm lớp giáp trụ được hay không Amine? Không được, không được, không được biến mức độ chính xác nó được cao. Ờ, vừa donate nha. Đó là một pha mà Imo anh ta đã bị đứng rình bởi ba thành viên đã băng tế đây. Heo Yusa đứng che, không có gì cản được anh ta. Bây giờ Elio đang phải lùi. Tele kìa, tele kìa, hero tele kìa, hero tele kìa, hero tele kìa. Vậy là Gam phá một con có lợi thế lớn hơn. Ares sử dụng thanh trường phía cánh còn lại. Taki trường hợp chắc điên loạn. Amine đang cầm súng thiết lý ở vỏ trường trường, không phải đồ đẹp để chơi. Hero bị giật lại nhưng hero bị dính mở đường. Và đây sẽ là mạng gục dành trai, dành cho Easy Love. Nghĩ đây là một pha dịch chuyển hơi thừa là con tạc cắt. Nghĩ đây là một pha mà do cái chiêu cuối của Taki là không có nè. Anh ta rắc lại rồi. Liên tục kích hệ. Đâu làm gì còn hero nào nữa. Hero hung. Một ván đấu mà hero đang có những Ares. Ares phía bên này để xem nào, vẫn đang bị dính kỹ năng. Elio đang tới tiếp cận. Tức xếp được nói lại cái tình huống chết trước đó của cái chết của Levi nữa thì sát thương họ là tương đối đủ để có thể hạ gục một con Rambo. Mấy em Gam với Team Secret xích xích lại nha. Trang bị phòng thủ nào cả. Trang bị tiếp theo mình muốn coi trận đấu giữa Gam Esports với lại Team Secret. Cô là hay ảo thế nhờ, và Imo sẽ phải nằm hay chăng đây, có sổ trợ tại Leo và lượng sát thương bồi lại và đang đánh Imo phải nằm. Ok, kiếm, Imo kiếm, đã nằm đồng nghĩa việc là vừa rồi hợp chiếc loạn bung ra. Người bị kẹt lại Levi, Levi đang combo người một người Yusa. Nhưng Yusa đủ trâu để lùi về được. Levi cách mà hạ gục đúng thêm
tầm cỡ khoảng 4-5 kỹ năng. Bên phía Gasbox sẽ cần phải lưu ý, một team Suken trong giai đoạn hiện tại đồng ý là từ nãy giờ Hero có fit hai mạng. AD nó bị thiếu đồ á. Mấy khen anh, đừng chết anh ơi, đừng chết luôn. Và Ares phía bên này đang muốn hỗ trợ rồi, Kia sẽ phải đổi mạng. 1-1. Như vậy thôi. Dịch chuyển. Thực ra đây lại là một cách khá hay của Team Secret, thì có thể dồn thêm tiền cho Ares mà. Đấy là một pha mà Kia cũng đã reset, cần phải chủ động bắt người và tốt nhất là nên bắt vào hai xạ thủ của bên phía Kairi Sport là Imo và EasyLove. Imo bây giờ sẽ có Elio đứng ngay bên cạnh. Chỉ còn EasyLove thì Levi đã có mặt ở đây okay, rồi. Ok, giờ đánh rồng. Rất bài bản đến từ Kairi Sport. Tôi nghĩ bây giờ Team Secret cái mà họ lo nhất không phải là dịch chuyển ra sao, dịch chuyển ra sao, băng địa chấn đang hất tung lên, Amine đang sẵn sàng bắn con thứ ra sau. Nhưng đây là KCT đã có tiền đã trúng, nhưng trúng người của Hero, Hero đã giữ chân lại, Hero thật sự nằm, Hero đã phải nằm mà hạ gục cho nó kia ra. Elio đang di chuyển tới, bắn... Imo tiếp tục tới, đứng lên tiếp bắn quát này hay thiệt, đúng nghề thiệt. Có được con rồng hay là họ chuyển sang địa chỉ Baron, họ muốn có Baron. Đúng nghề thiệt. Hero nằm xuống mà cái mưa tên lửa vẫn còn. Nó là một trong những điểm trừ dành cho Team Secret và nó sẽ là điểm chia nếu như vậy. Kia gia đã bị kẹt phía bên này. Elio vẫn đang tiếp tục gam tịnh quốc vậy, biết Ares bên đó luôn. Ares đi rồi lại vào Ares vì dính luôn cả W, ta bị dính nhiều hướng, còn lại đó là Levi và ta ngay lập tức đã phải nằm xuống. Kia gia đang đứng treo quá tuyệt vời và là Garbage Box với tình huống giao đoạn thắng lợi hoàn toàn. Nếu mà Team Secret sẽ di chuyển xuống để ăn nhanh mình con rồng khi mà họ biết rằng cái cơ hội để họ tranh cướp con Baron này đã là không còn. Thì tính ra cái đợt playoff này còn Ares đúng là màu thiệt ha. Chịu được ở thời điểm hiện tại sau khi họ đã lỗ rất nhiều. Hai cánh của họ ngày hôm qua thằng Hưng đánh con Ares là cũng hay. Hôm nay tới thằng Izilov thằng An đánh cũng hay. Để sử dụng sẽ là người đi đẩy lẻ ở một bên cánh, nhưng lần này thì phải có Yusa có mặt ở đây để bảo vệ. Còn nhiều thời gian để đẩy quá. Đối phương chỉ có 3 người ở trong căn cứ thôi thì Kami Sport dễ dàng đẩy cả hai cánh. Lỗ rồi, lỗ quá rồi. Con Baron mà đẩy tới nhà lính luôn thì lỗ quá rồi. Họ sẵn sàng chứ, đang 5 người đầy đủ mà. Chơi thoải mái, họ biết là một trong hai sức thương vật lý của họ đã không đủ để đại bao tiện đã trúng và Imo đã bị cố định lại. Người đã bị bắt lại đó chính là không có đam, thiếu đam quá. Anh ta đã bị dính yêu hướng khống chế của đối phương kia ra tới ngõ. Ares sau lưng tới hả? Lucian anh ta cánh gam lắm lắm đi. Anh ta chấm với người của Imo. Ares tục tiến ra sau và đang gây sát thương. Elio và Lely đang tương đối là hiểu mẫu. Ares chuyển sang để chỉ là Izab như phía cánh bên này. Rồi xong luôn. Không còn Amine, đã không còn Hero. 14-10 cho Gasport, họ dẫn trước 1-0. Vẫn còn lại 3 người từ bên phía của Gam. Đợt lính đang lên, có mùa lại Baron vẫn còn để có thể bứt cho một đợt lính Baron này lấy được những cái công trình. Và chắc chắn rồi, khi đã quét sạch thì nó sẽ là chiến thắng dành cho Gam ở trong ván đấu đầu tiên. Một vài giờ tranh cuối cùng, nó rất căng thẳng khi các thành viên của Gam mặc dù sống sót họ còn lại rất ít máu, có thể là những xứng xét để có thể giúp cho bên phía của Team Secret thắng. Nhưng không, Gam là đội bạn lên hơn trong vài giờ tranh đó và họ có được chiến thắng. Bàn dành cho con Jin cộng với là Bobby trong khoảng giây đầu thì lúc đó Bobby sẽ có thể có sự di chuyển những các đội hai trước từ bên phía của Team Secret. EasyLove né vào cùng dễ và rồi tóc biến và là một tình huống tiếp cận người đang bị kẹt lại là Taki. Nhưng Elio mất máu nhiều hơn, Elio sắp sửa mà nằm và Maha cũng dành cho Taki giữ trên cái tiêu đốt của anh ta. Đó là một pha mà Taki đã Amine vẫn nhấp nhả tương đối nó khó chịu. Tập biến mà thôi, tập biến mà thôi. Xe mất xe đúng không? Xin tập kích rồi, lấy thanh tẩy rồi, nhảy lên người rồi. Và lấy vào đầu bắn rồi. Dí tới luôn, dí tới. Ui hay quá vậy luôn nhưng mà vẫn tốc biến. Và như hình như không đủ tâm Amine đã tới đủ tâm. Quá ngon. Bây giờ tới lượt xin cái tốc biến nữa. Một pha sử dụng của chấn động nhưng không còn cơ hội cho Elio chạy nữa. Double kill, double kill trên cho Amine. Thật ra pha đó tốc biến vẫn có thể nằm xuống hết ta. Quá hay từ bên phía của Team Secret. Rồi nha. Giữ vị trí đủ từ Amine. Cuối cùng thì lực, Team Secret cũng online được cặp bot. Đang ngược trở lại được. Còn trong khi đó đối với Gam thế đồ rồi đấy. Đúng rồi, Sire để về, chỉ đơn giản đó là nhiệm vụ không choáng. Nét vẽ giữ chân thôi. Levi tắt đèn, sân khấu mở. Mở ra tiếp theo là một tình huống đang cố gắng đom người đã bị kẹt lại. Một đối một. Nhưng mà hạ gục thứ ba đã có và Amine. Và ta đang bắn không bị. Levi có tốc biến chưa? Levi chưa có tốc biến. Levi đang muốn đáp trả nhưng không thành công lắm. Một pha né W khá hay. EasyLove anh ta có Ares, có Ares cuối cùng nhưng không hỗ trợ thêm mặt sát thương cho nên EasyLove tạm thời là giữ đạn đó cho những con lính của bản thân mình. Còn mấy giây mới có tốc biến. Rất chuẩn thi đấu vừa rồi. Đấy là con Rell sẽ đứng bên cạnh những người đồng đội. Quá khỏe rồi Bullet ơi. Chuyện đang di chuyển. Cái phát đạn của EasyLove còn Yusa cũng chưa có R. Xin tập kích bây giờ đã có đại băng tiện rồi. Đâm đối phương và ngay tức giữ chân lại. Taki đang đợi hết vượt rồi. Đi rất khó để chạy. Có Yusa tới đây nữa. Pha đó để cho Ares ăn thì ngon. 5-0-1. Nên có mạng cho lớp lăng thì ngon hơn một tí. Nhưng mà thôi nếu gia đề ăn cũng được. Đừng để bị shutdown nha. Sử dụng cái tốc biến của mình luôn. Khi mà anh ta đã bị chồng CC rất khó chịu đến từ Team Secret. Team Secret đã thực hiện cái cú chồng CC đấy là họ để cho đối phương có những khoảng hở. Nhưng đối phương sẽ bị tiếc cái tốc biến và nghĩ là mình có thể đi bộ về được. Và sau đấy thì họ chống CC và dồn sát thương ở nhịp cuối cùng, khiến cho Elio không sử dụng tốc biến luôn. Và với một con Poppy chưa có cấp độ 6 thì những tình huống vừa rồi bạn không thể nào làm gì được cả. Lại bắt Hero kia này. Chứ mà đang có khá nhiều hiểu đốt người. Game còn mà đang của trụ Levi đang ở đang của trụ và ta đã phải nằm xuống. Chúng ta đã nhắc từ thời điểm ban đầu rồi. In the first time rồi là
không thể nào găng Hiro được, tại cái anh ta đứng gần trụ quá, có mưa tên lửa mà, có thiêu đốt nữa. Nhưng Levi đã quyết định là khá là chấp niệm ở khu vực đường trên, và cuối cùng cái giá phải trả là chính bản thân của anh ta. Thậm chí là Himo cũng mất luôn cả phi hồ với một pha. Taki tới. Khoan còn nhiều người, tôi thấy Aurora sắp đi theo rồi. Anh ta đang bị cố định lại combo với Kia Gia, nó chưa đủ sức. Không có đam. Kia Gia nhảy qua nhảy lại nhưng trụ nó bắn một phát nữa. Mà gục thứ hai liên tiếp ở khu vực đường trên. 8-1 dành cho bên phía Cảm Tiến. Trúng đi. Và đó là Mà Gục dành cho Hiro. Hỏi thế gian ai là người giỏi toán. Con rồng đang được ăn. Nhưng nếu như bạn đừng cho ra con rồng này thì cái rờ của nó tuôn cảm giác nó đang có tê lê không phía đi một nửa, dịch chuyển đặc sự quyết tâm vô cùng cao tính từ Galaxbox sứ giả phải quyết bị cancel lại và vẫn đang kẹt lại mưa tơ lửa để được bồi vào và mọi thứ đang dồn vào người Elio. Elio đang cố gắng bò chạy phía bên này. Aurora đã tiến sau, Aurora tiến sau nhắm thẳng vào người Amine. Amine bị tấn công liên tục. Imo là người lướt lên và ta tìm kiếm được cú đấm một kia cho bản thân mình. Yusa vẫn đang muốn đấm Amine bên này tiếp tục tỏa sáng nhưng hình như đã không còn sự tỏa sáng nào nữa rồi. Imo còn một lần lướt nữa. Imo đang nhắm cung người của mình. Kia Gia đang tới tiếp cận cơ bộ ngư của mạng của thằng Bullet. Kỳ này họ đã đổi giành chiến thắng. Họ đã giành chiến thắng với con Aurora này với một chiêu cuối hai thế giới quá đẹp, gây ra cực kỳ nhiều quấy, đúng là cũng thể hơi khó đánh. Bắt Ares rồi, cố định Ares lại combo người vừa Ares phía bên này. Yusa đã bị kẹt. Ares đi qua đi lại, ta combo ngược lại kia nó hơi như không. Bây giờ biết con nào lợi hơn chưa? Phía bên này sân khấu chưa được mở ra. Mưa tên lửa không có đẻ. Được có mà người đang phải nằm xuống. Đây là Yusa rồi, Bullet đi luôn rồi. Điều chối chân lại Amine. Amine sử dụng thanh tẩy cho nên bị kẹt lại quá nhiều vô vai. Trời ơi, vẫn đua được vậy. Hai pha giao tranh liên tục là thắng lợi cho bên phía của Gam, và lần này thì họ thắng lợi tuyệt đối hơn rất nhiều so với pha giao tranh trước đó, có được hai mạng hạ gục. Mặc dù là cái tình huống solo của Kia thì nó hơi thậm chí là Yusa có thể là trực diện dùng tốc biến cộng với là chiêu của mình để có thể tiếp cận, nhưng Taki bắt lại, nhưng Taki quá trâu đã bắt tiền đã trúng sẵn sàng để có thể kích hoạt đang đợi cho cái đấm liên cầu nữa. Nó bắt đầu quay lại một cú đấm quá tuyệt vời. Yusa là người hạ gục được Elio. Lại là các thành viên Team Squid kia này. Nó chưa có giày Thủy Ngân hay lâu chưa có giày Thủy Ngân, choáng quá lâu. Taki các bạn có thể nhìn thấy những cú lắc của anh ta là nghệ đến mức độ như nào khi mà câu luôn cả cái hôn gió của Elio. Không, nếu mà thể thức của em sao với chung kết thế giới nó khác nhau tí cũng được. Bullet. Không nổi rồi, yếu quá. Hit lại cuối cùng. Tuyệt vời cho An dễ dãi trong tình huống đó. Và Gaming Sport họ có pha giao tranh cực kỳ mãn nhãn. Hai chiều cuối rất dễ chơi, dễ trúng thưởng, và họ đã làm được khi mà họ giam được lớp long đấy, cộng với cả Rumble ở trong cái chiều cuối đấy. Cái kỹ năng đó được. Nói chung là Ares cần phải giấu tầm nhìn. Anh ta mà bị giam trong cái hai thế giới tương đối là khó. Anh ta có thể sử dụng cái biến ảnh của mình để outplay cái hai thế giới đấy. Kia Gia Lòn đây rồi, là Kia Gia Lòn hơi xa, hơi xa. Cái kỹ năng một Levi tắt đèn đợi Kia Gia tới. Bullet đang bị đấm, Bullet vẫn đang bị đấm. Có thứ hoàng hỗ trợ và Levi đang bị kẹt vô cùng lâu. Kia Gia tới, Bullet đứng luôn, Bullet đứng luôn, Bullet đi. Phía bên này sân khấu đang mở ra, Yusa đang bị kẹt. Còn nam không vậy? Tiếp tục gây sát thương, Levi vẫn đang bỏ chạy tại bị hất ngược về. Hiro đốt chết ở đối phương. Kia Gia tới, số lượng bạn là Kia. Xin lỗi còn nam không? Và anh ta lùi về thành công. Rumble trong tay Hiro là người tỏa sáng. Elio đang đứng đợi, Taki cũng đang đứng đợi. Anh ta có giáp, cho nên là anh ta có được cái khả năng hồi phục khá là ổn. Còn ngược lại Gamesport, họ đang nỗ lực để... Yusa có trừng phạt mà, Gam sao ăn được. Yusa đang tới, lượng máu Yusa đang tương đối nguy hiểm, đã không còn Levi, đã không còn trừng phạt nữa. Và cơ hội dành cho Yusa là đây, liệu được hay không? Ares không bị dính hồn gió, anh ta bỏ chạy được. Phía bên này Yusa, anh ta đang đứng đợi, nhưng liệu được bao lâu? Nắm đấm bùng nổ, bị cãi ra, và đó là Gamesport. Một đêm không thể là chuyện tiền mươi đến từ Gam. Và người đang phải lướt lên đi bộ, Imo lướt qua lướt lại hạ gục Rares. Tiếp theo là Hiro, chẳng Hiro đang trong dạng quá tải, không có nhiều kỹ năng lắm để ta có thể bung ra. Easy Love đang nạp viên đạn cuối cùng để tạo ra một cơn sóng tử thần. Nhưng Gam lui vì được thành công, còn chỗ đó Team Squid lại thiệt mạng thêm một lần nữa. Và lật lại thế trận thành công xuất sắc bên phía của Gam. Mỗi bên tay của Squid nữa. Thật ra đội hình của Team Squid họ không có một cái lượng chống chịu cụ thể nào đâu. Cái lượng chống chịu lớn nhất của họ bây giờ lại còn nằm ở trên người của Hiro, khi mà ta đang lên hình như Squid chỉ có bốn cái tốc và một cái tốc biến thôi. Ba của mình. Và đây đang phải lùi, rõ ràng bắt đại bắn tiện trúng. Elio lại đứng che, kia này Elio đứng che liệu đủ hay không? Còn đây là không, Aurora lại bật combo lên, lại là hai thế giới, nhưng Kia bị kẹt tại bên trong hai thế giới đó. Ngược lại chiêu cuối của Easy Love đã giúp cho ta các bạn cùng cộng kèm thêm là Levi nữa, người đang bị cố định lại là Taki đi bộ và Taki đặt xuống. Gabi Sport đang cực quá đỉnh cao về Emo thì đã trở thành huyền thoại.
2020 thế giới nó vừa khóa được hai thành viên bên phía Team Secret, nó vừa khiến cho Amine không thể tham dự pha giao tranh vừa rồi, Thiên Gia chỉ đứng ở ngoài và sử dụng những tình huống tán xạ tiễn mà thôi, sát thương sẽ là không đủ. Mặc dù Kiaya và Elio cũng đã khiến cho cái tầm mở con lập lăng này không đủ áp lực để ra tiếng sau luôn. Từ nãy cho tới giờ và đó là lý do vì sao mà các hạng sử dụng bây giờ bay vào lại. Ares vừa rồi đập mặt vào tường mà ta đã mất đi một lần mô phỏng và ta đang cố gắng biến về, đó là pha W rất hay của Ezilop. Hay không à? Những cú vẫy phải nói là đẹp đến từ An dễ yêu, liên tục lần nào cũng trúng cả. Lựa chọn LeBron là một lựa chọn rất nguy hiểm tại game hiện nha. Tại các bạn có thể thấy được vì sao, bởi vì LeBron chỉ có sát thương đánh chì và quá, không có khả năng chống chịu với một tình huống mà bị đọc tầm nhìn bởi Ares. Thì Game Sport dễ dàng khai thác được đường giữa của đối phương khi anh chàng này không có tốc biến. Bao nhiêu mùa playoff, bao nhiêu cái cúp rồi, phá về tâm lý của tụi nó vững quá. Phía của Ares rồi, LeBron đã không thể nào phát huy được tác dụng ở thời điểm này. Và bây giờ còn một phút nữa. Cậu nó đứng trên nó câu chiêu hoài chứ, anh ta chỉ mới có chưa sự sống thôi. Ừ, chưa đủ lực. Chắc chắn là Ares sẽ cần phải lưu ý ở trong những thời điểm sau về những pha xử lý độc đáo của mình hơn. Con rồng này đang được ăn một cách cực kỳ dễ dàng. Gasprop mưa tên lửa được rải ra, mưa tên lửa nó xấu ác luôn. Và Aurora đang nhốt được đối thủ lại phía bên này. Imo liên tục có những cú lướt sân của thần mở ra vô cùng đẹp. Levi đang là người lập công tiếp theo, là Taki đã phải nằm tiếp theo nữa, là Imo có được cú đất một kill cho bản thân mình. Imo bất một tử các bạn. Một thi đấu phải nói là quá đỉnh cao đến từ Imo. Các bạn có thể nhìn thấy Game Esports có 19 điểm hạ gục chỉ ở thời điểm hiện tại. Imo sở hữu phải là 13 điểm trên số 19. Anh ta là người lấy được là 3-0 với chất lượng của Game Esports. Thì thực ra những vị trí còn lại họ không cần quá nhiều điểm ở thời điểm này nữa. Thằng Ares nó buông tay luôn rồi. Tư thế nó y chang mình rồi. Đặc biệt phải kể đến con Aurora của Kiaya, một cái áp lực rất lớn đến từ một chiêu cuối hai thế giới. Và đúng hai thế giới thật khi Gam sẽ dẫn trước 2-0. Và đây rồi, không cần bay tới nữa, một mà cũng nữa đã có cho Gam Sport. Và Almine đứng bất lực nhìn nhà chính nổ 2-0 cho Gam. Một chiến thắng được câu anh muốn đánh thủ hòa ở cánh dưới nhiều hơn. Levi đã bắt đầu giữ chiêu đi, không có tầm nhìn của Team Secret nè. Đấm Easy Love W lại chọn đúng người. Levi tới với tả xuồng hồ đọc bên đây, tóc biến đã bỏ chạy nhưng không thành công lắm. Có tất cả những kỹ năng để bồi và nó đều đẹp hết, có cú cánh nhưng cú nào cánh nổi à, cánh nào cú nổi chứ lộn. Và chiến công đầu dành cho Levi, có được chiến công đầu rất nhanh dành cho bên phía của Ga. Và pha đó khi mà thấy được cái nét vẽ của Easy Love chuẩn xác thì tôi hiểu được cái số phận của Almine rồi, mặc dù người ta có tóc biến, có lá chắn trên người. Vì xuống tóc biến rồi vô đầu, nên vì tóc họ đâu mất tóc biến đâu. Không có tóc biến luôn mà. Chia kia ra người ăn được đồ đỏ à, không. Đây rồi. Cú. Tôi nghĩ là được khi mà có sự dắt về dắt vị trí của Hero. Và Yusa đơn giản là lùi về, cộng với là có bụi đỏ. Ôi! Đây rồi, mém tí nữa thôi. Dẫn sao? Nữa thôi là Hero có cứu được không? Chứ mà là không đâu, mở đường. Bể đường, có góc kìa. Đúng rồi, ôm phía bên này. CC đâu, CC đâu? Và tóc biến chạy đó. Ui, Hero ghê quá. Ares tới và giữ chân Kia lại. Kia bị hất ngược về qua của Hero. Ares hai bạn đi, thì ngon. Mọi người bị kẹt lại là Kia. Tại là Hero mà cái thương kích xảy ra. Cứu nổi đồng đội. Yusa là người của Amine chứ, Amine ra đây xong là đúng rồi. Trời ơi, ăn làm gì? Nó một nuông cái gì cả. Chắc phải là Gam họ lấy được cái thế ở khu vực ở dưới và họ có đại băng tiễn, có đại băng tiễn. Và đó rồi. Ôi vẫn ăn được rồi. Ảo thế nhờ. Levi giờ sẽ phải nằm. Và Levi sẽ bị hạ trừng phạt choáng vẫn bấm được. Câu kéo thời gian. Nhưng cơ hội đã không còn nữa và Team Secret tiếp tục có thêm một màn hạ gục nữa. Kia này đã dành cho Ares. Đây là một pha mà timing tương đối cho tập hợp thêm Jerry. Những người bây giờ gặp nguy hiểm nhiều hơn đó là Easy Love. Đã băng tiễn né được khá là nghệ đến từ Easy Love ở trong tình huống rồi, trụ đầu Secret còn xí dạng hết đức để nhằm mục đích là lấy cái trụ một khu vực giữa càng sớm càng tốt. Nhưng liệu Yusa có muốn lái nó hay không đây? Yusa đang bước tới chạy, chạy. Đấm vào con đấm vào cái trụ đó và đây rồi Yusa đang bị tiếp cận. Yusa đang mất tương đối nhiều máu, đấm bùng nổ W cái này của Easy Love nó không có được mức độ chính xác cao. Qua băng quăng ra giữ chân được Kia lại, mọi combo đang dồn người của Kia xuất sửa đang công nhận quá tải đang muốn đấu người của Yusa nhưng không thành công và Hero dứt điểm được đối phương. Mày hùng thứ mày tư có dành cho bên phía ơi. Của Team Secret và họ có luôn cả cái trụ một. Thôi được rồi, ăn nhanh. Đây là kỳ đề của thằng Ares, nó phải là đúng không? Ares không cẩn thận, đã xuống đây rồi. Ares liệu chạy đời không đây, bật luôn cả điện đạn điểm đang gây sát thương kia ra đây trong dạng quá tải nốt và Ares nằm xuống. Ares đã thở vào tiếc nuối trong tình huống rồi, một tình huống đau quá tự tin với lại cái lướt trên mặt nước và cái tóc biến. Và cuối cùng thì đã phải trả giá. Và Gam vẫn luôn luôn là Gam. Họ vẫn luôn luôn tìm ra được những cái khoảng hở trong những cái thế khó của mình. Họ bắt thành công được Ares. Họ có được một màn hạ gục chấm dứt rất giá trị vào tay của Kia. Chưa kể đó là rồng sắp ra. Ở trong nhịp này thì Ares sẽ không thể nào di chuyển nhanh kịp để có thể gọi là có được cái khả năng đẩy. Ôi đẹp vậy. Và Hero mở đường đẩy vô. Có định đẩy ai về không? Mà tôi có định đẩy Imo về nhưng hình như là hơi ngắn.
và Hiro đã mất tương đối nhiều máu, có thêm cả Ưng Tiễn hỗ trợ thêm nhưng đã không còn cơ hội để tấn công nữa. Tạm thời dừng lại ở đây mà. Vâng, sẽ xấu nha. Mà qua đó thì nhưng mà bên con sẽ có bị mất cái khô máu con lỗ không? Gam sẽ mất hai chiêu cuối. Ở con rồng này thực ra Gam cũng không cần cạnh tranh, con rồng này Gam thể hiện rõ là không cần cạnh tranh rồi. Con rồng là con rồng hóa kỹ. Nếu mà bảo đó là dùng con dùng ngon, Hiro không chịu cuối. Nhưng mà với con Kasate thì đã rất ngon. Levi không rờ. Gasbox đang đặt rất là nhiều quyết tâm để bắt bớ, nhưng mà được Hiro họ muốn đổi chém một cái gì đó, họ muốn đấm có cả thủ lẫn người. Hiro muốn người đấm tay thì người ta chống chịu nổi không? Đây lượng sát thương của là quá kinh. Và Evo là người hưởng được trong tình huống đó. Và bây giờ thì mặc dù là bên phía của không, nếu xuyên liệt cũng chắc. Và nếu như đã bắn tiễn trúng thành tải Bolabang hoặc Dabo rất hay. Nhưng đây là một Leo đang sẵn sàng làm tấn công. Easy Lab đã mất 2 phút đợi. Nhưng ta đang quay trở lại bắn tóc biến lên sử dụng chiêu cuối. Thì Levi đang kẹt và Levi lùi được ngược lại. Elio cũng đang tương tự như thế. Mình đang bị làm chậm sử dụng tạo thủ động mưa từ lửa đại đa phố cùng đèn Ares đã mất cú cánh. Nhưng ta đã hồi phục lại được. Và tóc biến lên từ kia và anh ta đang đốt chết rồi Ares. Nhưng ta có thể trở thành nạn nhân. Nhưng Hiro đây là một Hiro, cái Hiro, khỏe. Hiro ăn xong Hiro muốn đi Hiro. Emo tìm cú double kill. Nhưng Emo đã bị đẩy ngược ra. Phía bên này Hiro đã sử dụng cái khô máu. Nhưng bây giờ anh ta sắp sửa khô cùng với đàn ông của mình rồi. Quá nhiều cái máy sấy khô di động và Hiro đang muốn tiếp cận người Zilup. Zilup bước ra, bây giờ ăn hết dễ dãi rồi và anh ta lùi về được thành công. Ngược lại Emo, lại một lần nữa anh ta đang chứng minh lý do tại sao anh ta có số lượng MP cao ngất ngưỡng của Gam. Giao tranh thắng lợi dành cho Gam mà chưa dừng lại. Ôi trời, ôi trời ơi, cái đó mà trúng nữa thì thần tốc biến Taki rồi, không còn bắt ta, không còn cái Yusa ơi nữa. Bây giờ Yusa đã bị kẹt lại. Có Hiro sao vậy? Hiro sao vậy? Tiếp theo của Zilup đã trúng, có chiêu cuối được bồi vào. Elio đang nhảy vào không giữ cho được khá nhiều người. Ares nhảy ra khỏi pha giao tranh và sân khấu tử thần chào đón các nạn nhân của Easy Love. Hiro đứng Hiro nó phải xuống boss, nó không có dịch chuyển ra mới đánh Baron liền. Nhưng mà thằng Yusa vào cũng sâu quá. Anh ta đang sẵn sàng lấy được cái cú cánh của Taki và cả bạn của Taki. Hết rồi, Emo nó khỏe à. Giờ đam của con có kỳ đâu có thua gì con Zeri đâu nha. Gọi là tập trung nhân sự bởi vì Hiro đến quá chậm. Pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu mà Gam chứng minh cho chúng ta thấy tại sao họ vẫn đang có được một phong độ cao như này. Cái khả năng giao tranh của họ là quá tốt. Và bây giờ con Baron khó lắm. Hiro tới mở đường đẩy được Elio ra, nhưng khu mẫu Hiro bên đây giờ sẵn tập bế được Levi ra, nhưng Levi đánh hoài không nổ và lướt ngược về được và anh ta có được con Baron. Và đây rồi, ai sẽ là người tiếp theo được chọn đây? Hiro là người được chọn. Levi đã phải nằm xuống. Amine đang đánh nhau bên kia, Yaki đang sẵn sàng sấy khô được Amine, nhưng Amine là người giành chiến thắng. Ba thành viên còn lại của Game Sport đã là người giữ được bộ lợi Baron về thành công. Để lại hai mạng hạ gục. Phía bên kia thì team Spirit cũng mất lại một mạng hạ gục nhanh, nhưng mà có Emo. Có Emo thì cũng được, bổ sung lại một chút cái tốc độ ăn Baron mà thôi, nhưng mà sẽ đủ thời gian để cho bên phía của TS phản ứng. Thứ TS cần chắc chắn là phải giao tranh để có thể. Cái đội hình của Gam thì thực ra là Baron để câu thôi, chứ nếu mà ăn thì nó không ngon lắm. Bạn coi con Jim mà nó bước ra nó sẵn sàng hướng cái bô la bằng. Yusa lao là tấn công đang nhắm vào người Emo. Emo vẫn đang tiếp tục bị tiếp cận, anh ta bị dính cả khô máu nhưng có khá nhiều đồng đội hỗ trợ. Lượng máu Hiro đủ hay chưa? Đây vẫn không đủ và bốc hơi rồi. Phía cánh còn lại Levi câu được 3-4 người, sau đó đi ra đấu Yusa bên trong tử thần. Yusa lướt được ra phía bên trên. Ares vẫn đang đang bắn như Kiya sử dụng đồng hồ. Ares kích được nọ từ tụ. Phía cánh còn lại Yusa đang quay quắt và anh ta nằm xuống dưới tay của Elio. Kiya bị tấn công, một pha lướt lên của Ares, anh ta hồi phục lại được, anh ta không bị dính W đến Easy Love. Và người đang cố gắng nắm đó là Levi. Easy Love đang tới sẵn sàng với những cú tiếp cận của bản thân mình. Chỉ có điều nó có dịch chuyển nha, có dịch chuyển. Một con quái vật đang sẵn sàng quay trở lại và Almine đang cố gắng bỏ chạy bằng mọi giá. Cú dịch chuyển của Emo đã có. Almine đang cố gắng làm những gì có thể để bản thân của mình nằm xuống bởi sát thương của trụ, và trụ đã bắn hạ được Almine. Nhưng con rồng và Baron tôi không chắc lắm. 008 đây đẹp ác luôn á. Và đây rồi, Gami Sport họ vẫn đang tiếp tục là đội liên tục tạo ra những áp lực và họ sẽ có được combo một cách khá nhẹ nhàng. Đại băng tiễn trúng vào ai đây? Trúng vào người của Elio băng quăng ra, có thêm người hưởng. Hai thành viên đang gắng hỗ trợ lẫn nhau. Mưa tên lửa đã được bung ra và đang giữ chân Hiro và Yusa lại. Hiro kia da vẽ hợp lý kinh khủng luôn các bạn. Trời, Zilup có được mạng không? Và Taki xong rồi thằng Elio là thằng lao ra để đỡ cái đại băng tiễn. Gam năm thằng trọn vẹn quá. Đã tới và không xứng đáng. 1-2-3 và đó là double kill đã có cho Taki. Nhưng đồng đội của ta nằm xuống gần hết. Levi né được tình huống cố gắng cấu rượu của Taki. Nằm đâu double. Oh my god. Tôi nghĩ là end được bởi vì hai xạ thủ bên phía Gam Esports cộng với cả Levi có quá nhiều sát thương để có thể kết thúc được cái ván thi đấu này. Để xem thời gian hồi sinh chỉ có Yusa với cả Hiro. End game rồi, end game rồi. Nếu mà thi đấu chắc chắn thì có thể lùi về sau khi phá xong một đường. End game nếu mà tôi nghĩ là sẽ Gam đánh game này không điểm. End được không? Hỏi end được không? Nghĩ là được. Không có điểm nào để chê hết. Sát thương của một con Jin vào trụ thì to lắm. Đúng rồi. Nhưng mà đợi nó đạp đạn cái đã, vẫn còn hai viên nữa. Đây rồi, họ sẽ có năm người đều xuất sắc như nhau chạy tới những nhà chính. Còn vô đây thì ba thành viên còn lại họ hạ gục được nó. 3-0 dành cho Game Esports.